Blackpink á là đã có một lần phỏng vấn và hỏi ai là nhóm trưởng, thì tất cả các thành viên nói là không ai là nhóm trưởng cả. Không ai cả. Chỉ có chị cả thôi là Jisoo thôi. Trời ơi, là anh có cuồng dữ không? Hồi nãy mới nói Hàn Quốc. Nhắc tới Hàn Quốc không thể nào mà chúng ta quên được, đó chính là K-pop, ngành giải trí. K-pop, giải trí. Và ngày hôm nay câu hỏi của chúng tôi sẽ liên quan tới nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu đến từ Hàn Quốc là Blackpink. Rồi em không có cuồng. Không hề cuồng. Không hề cuồng luôn, cái đó là fan cuồng nha. Đó em đó, là em luôn đó. Blackpink là nhóm nhạc K-pop nổi tiếng tại Hàn Quốc và cả trên toàn thế giới. Vậy thành viên nào là trưởng nhóm của nhóm nhạc Blackpink? Blackpink á là đã có một lần phỏng vấn và hỏi ai là nhóm trưởng, thì tất cả các thành viên nói là không ai là nhóm trưởng cả. Không ai cả. Chỉ có chị cả thôi là Jisoo thôi. Trời ơi, là anh có cuồng dữ không? con ảnh cuồng. Anh không cuồng mà anh biết là từng câu phỏng vấn là nó như vậy luôn. Tại vì nó viral quá em. Cho nên là anh nghĩ là câu D là hợp lý, không ai cả. Amber cũng gật gù. Dạ, em đồng ý là câu D. Tại vì theo em hiểu với Blackpink á, đây là một nhóm 4 cô gái tự lập độc lập. Họ không có muốn bị quản lý. Cho nên nha, em sẽ đồng ý là D. Không ai cả. Ok. Vâng ạ, và với câu trả lời mà không chần chừ gì cả, tôi chưa kịp đọc gợi ý luôn là nhóm đã trả lời rồi. Thì trong 4 gợi ý như sau: A. Jisoo, B. Jennie, C. Lisa và D. Không ai cả. Đáp án của đội mèo là không ai cả. Chúng tôi cũng không ngần ngại gì dành tặng 1 điểm cho đội nhà mình. Chúc mừng. Đáp án hoàn toàn chính xác. 4 thành viên của nhóm nhạc Blackpink này thì mọi người mong muốn là san sẻ ra hết những cái sự trưởng thành của từng người, độc lập của từng người, và mỗi người sẽ tự lãnh đạo bản thân mình ở trong nhóm luôn. Và mỗi người sẽ có một cái cá tính, một màu sắc hoàn toàn khác nhau để tạo nên một Blackpink như ngày hôm nay. Một quốc gia tiếp theo, xin mời. Đó là Iceland. Chiếc cờ này thân quen quá. Em chỉ chờ tới giây phút này thôi đúng không? Mình khoe cho dữ rồi, mình đi có mấy ngày mà mình làm như mình biết lắm, để coi. Câu hỏi như sau: quốc gia Iceland được mệnh danh là gì? A. Xứ sở của màu xanh. B. Xứ sở của băng tuyết. C. Xứ sở của chim cánh cụt. Và D. Xứ sở của lửa và băng. Tàn 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 tàn. Em đã có đáp án rồi, nhưng em để cho hai anh nói trước. Nghe nói là Iceland là Nhật Bản, là cả hai có núi lửa hả? Dạ. Và băng tuyết nhá. Dạ, lửa và băng. Là có thể là giống như Nhật Bản đó. Nhưng mà anh lưu ý là Iceland nha. Sao? Dạ, thật sự là có hệ thống núi lửa ngầm và sông băng. Thì em chỉ thấy đáp án D là nó phù hợp nhất. Em mới đi về thì em cảm thấy như thế nào? Ủa, mới đi về luôn hả? Sao phải tầm tư? Phải nói là em có mặt ở đây là một sự may mắn vô cùng. Em đã nhảy vô cái núi lửa luôn rồi. Em đã nhảy vô núi lửa luôn rồi. Anh có thấy cái hình tượng mà Tôn Ngộ Không từ núi lửa mà trào ra không? Là em. Là em đó. Nhưng mà em là củi heo chưa bắt giới. Chứ không phải là Tôn Ngộ Không trào ra. Nhưng đại loại là em đã chạm nửa chân vào núi lửa rồi. Vẫn chưa có kết quả nha quý vị, vẫn chưa có đáp án đâu. Chưa đâu, bé kể chắc 8 tiếng sau á. Thì hồi đầu á, em cũng suy nghĩ đơn giản thôi. Ai là đá, cục đá thì chắc là cao lắm nó màu xanh, chứ nó không thể nào mà màu đỏ được, nó chỉ là băng thôi. Nhưng mà đúng nghĩa em tới nơi rồi thì lửa và băng, trời ơi. Kiến thức thâm sâu quá, thiệt sự chưa đi mà gì cũng biết hết trơn. Em quá giống Jenny không ạ? Trời, quá giống, xuất sắc, rất giống. Dên. Dạ anh ơi. Không được mù quáng. Chốt. Dạ chốt. Chốt hơi nhẹ ha. Chắc chắn luôn á anh. Chắc chắn luôn à. Chắc chắn luôn á. Nếu được lựa chọn, nhà mình lựa chọn phương án nào? À, nếu được lựa chọn thì anh chọn phương án D đó. Cũng là D. Và D là một đáp án chính xác, chúc mừng. Cùng khám phá những nét văn hóa trên khắp thế giới vào 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên VTV3.